Oh, xin chào các bạn, mình là Bé Việt. Thì hôm nay mình sẽ thông báo về, hôm nay mình sẽ không làm về nhà hoặc về rết gì, nhưng mà mình để hình con rết thôi. Mình sẽ thông báo về vấn đề là cách xếp hàng. Thì hôm nay mình sẽ thông báo lại thay đổi là một xíu cách xếp hàng. Thì thứ nhất là về vấn đề là mình đang sử dụng cái hình thức là ship code ở bên bưu điện để giao hàng cho các bạn. Có nghĩa là mình sẽ giao hàng tới nơi, tới nhà các bạn. Rồi, ai cha, có lẽ nó, con này có lẽ nó tăng động quá. Ok, thì bây giờ mình đang sử dụng hình thức ship code để mình giao hàng cho các bạn, có nghĩa là giao hàng tới tận nhà rồi các bạn mới trả phí cũng như là phí ship rồi tiền hàng. Thì cái hình thức này á đang được mình áp dụng, thì có một số bạn đang lợi cái hình thức này á, thì giúp các bạn là tiết kiệm về thời gian cũng như là công sức, các bạn không cần phải ra ngân hàng để chuyển khoản tiền cho mình như một số shop khác. Rồi các bạn chỉ có việc là ở nhà, cũng không cần phải đi ra ngoài đường hoặc là ra bến xe hoặc ra một cái địa điểm nào đó để lấy hàng, mà các bạn chỉ việc ở nhà mà có người giao tới cho các bạn thôi. Rất là thuận lợi. Nhưng có một số bạn đang lạm dụng cái hình thức ship code này để giống như là gì ta, đặt hàng xong rồi chấp nhận là mất 50.000 hoặc là 20.000 đồng để rồi không nhận hàng, gây ra những cái hậu quả rất là lớn. Cái đối với mình thì nó cũng không lớn lắm đâu, chỉ là nhận chết thôi và các bạn cũng chẳng nói gì. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ thông báo là đâm lại hình thức ship code, đó là mình sẽ, nếu bạn nào sử dụng hình thức ship code thì mình sẽ không chịu trách nhiệm về hàng nữa. Ví dụ như mình ship tới hàng có bị gãy chân hay bị chết thì mình sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Như lần trước là mình sẽ chịu hoàn toàn 100%, là mình sẽ gửi hàng lại cho các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ không làm như vậy nữa. Ok, để các bạn có trách nhiệm hơn. Thứ hai, mình sẽ thay đổi đó là mình sẽ bắt đầu nhận chuyển khoản. Là khi các bạn đặt một đơn hàng, các bạn không cần phải cọc nữa và các bạn chuyển khoản thẳng vào tài khoản của mình. Khi mình nhận được tiền, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Và khi hàng tới mà có bị cái gì thì mình sẽ hoàn trả lại 100%. Bạn hiểu chưa? Nếu mà ship code á thì mình sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Nhưng khi các bạn chuyển tiền trước thì mình sẽ chịu trách nhiệm 100% về đơn hàng đó. Và lưu ý một điều rằng vào ngày từ đây hẹn mình ship code thì mình chỉ có áp dụng vào từ đây cho tới ngày 21 ngày 31 tháng 7 thôi, năm 2017, là còn khoảng 10 ngày nữa. Đúng không ta? Đúng rồi, 10 ngày nữa, khoảng 9 10 ngày nữa là mình sẽ hết hạn cái dịch vụ ship code, thì mình sẽ không sử dụng ship code nữa. Và các bạn khi mua hàng thì mong các bạn sẽ chuyển khoản trước nha. Còn dịch vụ ship code thì mình chỉ áp dụng từ đây tới ngày 31 thôi. Qua ngày 31 là đầu tháng 8 năm 2017 thì bắt đầu mình sẽ sử dụng cái hình thức ship là nhận tiền và chuyển hàng. Ok, thì đây là chỉ là một cách để cho các bạn trân trọng hơn những gì mình đặt. Tại vì có nhiều bạn đặt xong rồi lại cũng im re, hàng tới thì gọi điện và báo là không có đặt hàng. Mà trong khi đó thì mình nhắn tin thì bảo là dạ, lát em ra lấy. Rồi ok, thì clip này mình sẽ chỉ làm ngắn thôi, thì mong các bạn cũng hiểu và thông cảm cho shop. Mong các bạn sẽ suy nghĩ hơn khi mình đặt một món hàng gì đó. Còn về vấn đề chuyển khoản thì nếu bạn nào nói là em không biết chuyển khoản thì có thể là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn một ngày nào đó. Khi các bạn biết chuyển khoản, ok, chứ mình cũng không có châm trước cho ai cả. Hello, rồi xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một mùa hè thật là vui vẻ.